Với nguồn vốn dồi dào, trình độ khoa học công nghệ cao cũng như là kinh nghiệm quản trị từ các nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp FDI đã và đang đóng góp vào tiến trình chung thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Mặc dù vậy thì theo báo cáo về chỉ số niềm tin kinh doanh gần đây nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, các doanh nghiệp nước ngoài vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi theo đuổi các mục tiêu bền vững tại Việt Nam. Tập đoàn thiết bị điện công nghiệp này nhiều năm liền luôn nằm trong top 100 tập đoàn bền vững nhất thế giới do công ty nghiên cứu thị trường Corporate Knights bình chọn. Theo đại diện công ty, một trong những thách thức khi hoạt động tại Việt Nam chính là việc thuyết phục các nhà cung ứng trong nước tham gia vào chuỗi giá trị bền vững của mình. Hiện nay, xây dựng một tòa nhà văn phòng theo tiêu chí xanh sẽ đắt hơn khoảng 6% so với tòa nhà thông thường. Các nhà cung cấp Việt Nam đã có một chiến lược mở rộng hoạt động trên toàn cầu thì rất cởi mở về việc áp dụng các biện pháp thực hành bền vững. Nhưng còn các đối tác chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa thì không dễ để thuyết phục họ thay đổi. Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất thực phẩm bền vững, một trong những vấn đề được công ty Hà Lan này đặc biệt quan tâm chính là loại bỏ kháng sinh sử dụng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, theo số liệu của Cục Thú Y, chỉ có 63% cơ sở chăn nuôi tại Việt Nam tuân thủ đúng liều lượng và liệu trình sử dụng kháng sinh. Các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn về hàm lượng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi để đảm bảo rằng sẽ có một sân chơi cạnh tranh bình đẳng. Và vì thế cần có các quy định cụ thể. Khi nói đến bền vững, các quy định pháp luật rõ ràng là điều kiện tiên quyết. Đặc biệt theo các chuyên gia, mỗi ngành công nghiệp lại có những yêu cầu riêng về tính bền vững với cơ sở hạ tầng và khung pháp lý phù hợp. Việc giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động bền vững. Tôi thấy ở Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, luôn có cơ hội tham gia đối thoại với chính phủ để đóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách. Trong khi doanh nghiệp đầu tư vào các công nghệ và phương pháp sản xuất xanh, thì chính phủ Việt Nam có thể tập trung hiện đại hóa cơ sở hạ tầng năng lượng và kết nối, kết hợp với điều chỉnh khung chính sách của mình để hỗ trợ các hoạt động bền vững. Theo báo cáo thường niên Sustainability Survey 2023, chỉ số khoảng cách xanh để xác định khoảng cách giữa nhận thức và hành động cụ thể để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam còn ở mức cao là 52%. Cải thiện môi trường đầu tư bắt kịp với nhu cầu về tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa các mục tiêu bền vững của chính mình.